Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Light Forex. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến các trader một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường thế giới, là người sáng lập nên ngân hàng nước Mỹ Bank of America, tạo nên thẻ Visa. Bí quyết thành công trong sự nghiệp của ông là tôi đã làm việc đến mức quên cả chính bản thân. Đó chính là yếu tố lớn nhất tạo nên bất kỳ một thành công nào mà tôi có. Amadeo Pietro Giannini sinh năm 1870 và mất năm 1949. Ông được sinh ra tại San Jose, California và là người sáng lập ra ngân hàng Hoa Kỳ. Giannini bắt đầu kinh doanh với vai trò là một người môi giới sản phẩm, thương nhân ủy thác và nhà buôn cho những nông trại ở thung lũng Santa Clara. Việc kinh doanh ban đầu này đã mang lại thành công cho ông sau khi kết hôn với Clorinda Cornell, con gái ông chủ giàu có của North Beach Real Estate. Ông trở thành giám đốc của Columbus Saving and Loan, công ty mà cha vợ của Giannini nắm giữ lợi tức. Thời bấy giờ, các ngân hàng hoạt động chủ yếu phục vụ cho lợi ích của nhà giàu và giới thượng lưu. Giannini đã nhận thấy cơ hội lớn khi hướng đến đối tượng là những người nhập cư. Tuy nhiên, ý kiến này của Giannini lại không được sự đồng thuận của các nhà quản lý khác của công ty. Chính điều này đã dẫn đến sự ra đi của ông để lập ngân hàng riêng. Ngày 17 tháng 10 năm 1904, ông thành lập ngân hàng Ý ở San Francisco. Đây là ngân hàng mới dành cho những người nhập cư chăm chỉ, đối tượng mà các ngân hàng khác không vướng đến. Giannini đã phục vụ những khách hàng đã bị lãng quên này không dựa trên số tiền họ có mà dựa trên nghị lực của họ. Bắt đầu từ con số 8.780 đô ngày đầu tiên, tiền gửi vào ngân hàng nhảy vọt lên đến 700.000 đô, tương đương với 13,5 triệu đô năm 2002. Trận động đất vào năm 1906 ở San Francisco đã san phẳng nhiều cơ sở hạ tầng của thành phố. Trước tình cảnh đó, Giannini đã lập nên một ngân hàng tạm với chức năng nhận tiền gửi cho vay, đồng thời ông tuyên bố rằng San Francisco sẽ đi lên từ đống tro tàn. Năm 1916, Giannini đã mở rộng thành lập thêm một số chi nhánh ngân hàng khác bởi ông tin rằng đây là cách giữ vững sự ổn định cho các ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng, đồng thời phát triển vốn huy động. Thực tế sau đó, Giannini sở hữu hơn 500 chi nhánh ngân hàng ở California. Năm 1928, Giannini đã có cuộc gặp gỡ với Orai Bonnet, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles, nhằm xúc tiến sự hợp tác về tài chính giữa hai ngân hàng. Sau cuộc gặp gỡ này, ngân hàng Hoa Kỳ đã ra đời với chức chủ tịch hội đồng quản trị thuộc về Giannini. Ông đã được tại nhiệm trên cương vị này đến khi nghỉ hưu. Ngân hàng của Giannini đã chi ngân sách để khuyến khích phát triển ngành hoạt hình và rượu ở California. Năm 1937, ông cho Walt Disney vay để sản xuất phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Vào thời đại khủng hoảng, ông bán trái phiếu để hỗ trợ cho việc xây dựng cầu Golden Gate. Còn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Giannini đã chi một khoản tiền lớn cho nhà công nghiệp Henry Kaiser và các doanh nghiệp của ông ta phục vụ cho chiến tranh. Sau đó, năm 1945, Giannini đã cho Fiat vay nhằm tái thiết các nhà máy thiết bị chiến tranh bị tàn phá. Amadeo Giannini là người có công cách mạng hóa ngành ngân hàng. Ông là người đầu tiên mang các nhà băng đến với tầng lớp trung lưu và lao động. Ông cũng là người thành lập Bank of America, ngân hàng thương mại Mỹ lớn nhất ở nước Mỹ. 70 năm sau khi ông qua đời, Bank of America vẫn đang giữ vai trò then chốt trong ngành ngân hàng tại Mỹ. Hy vọng với video ngày hôm nay, chúng tôi đã mang đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích, cũng như giới thiệu về những nhân vật nổi tiếng đầy quyền lực này. Các bạn hãy theo dõi và truy cập những thông tin mà chúng tôi đăng tải quý vị nha. Bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.